Chào mọi người. Hôm nay nói chung cũng rảnh rỗi không biết làm gì. Đã thêu cái bức nàng tiên mùa đông, cái nàng tiên rừng ở đó thêu sắp xong rồi. Rồi cái còn một vài chi tiết nữa thôi, nhưng mà làm biếng. Cái không biết làm gì mà hả, khui kích mới thì sợ lỡ dở cái mới đi lục kích cũ ra coi. Thì mới phát giác là mình có kiếp này thiêu gần xong mà cũng đúng nhảm luôn mấy bạn. Cái bức này là thiêu xong có chung như là còn phần viền ở đây, phần viền con bướm đó là coi như là xong hết luôn á, mà cái làm biếng quá. Thường thường là khi mà thiêu gần xong là Phong rất là hay làm biếng, kiểu như là chán ngán vậy đó, kiểu như là tiếc nuối thả xong rồi không còn được tiêu nữa. Nên là chán ngán cái là mày bỏ qua một bên. Cái là hà bỏ là bỏ tới nay luôn á, là cũng cả năm trời rồi. Thì hôm nay mới banh nó ra, mới phát hiện là mình thiêu nút pháp lúc đó xấu quá. Xấu thiệt chứ bộ, tại nó không có đều nè. Cái này là cũng là nút pháp theo lúc đó, nhưng mà không biết sao lúc đó mình cũng chứng lắm, theo đây bự rồi, cái mấy cái nút theo trước thì theo rất là nhỏ, nên cảm thấy là nó không có được tương xứng, không có đẹp, nên là giờ tháo ra theo lại. Đúng rảnh luôn ha, 200 nút quá. Nói chung là nút nút pháp cắt ra theo lại đây cũng là một tí nữa, đặt tiêu đề là cách tháo nút sa hạt. Và câu người xem mà đúng thiệt là mình đang 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 tháo nút sa hạt mà. À quên, thường thường mấy bạn hay hỏi mặt sau của Phong á, thật sự mặt sau của Phong này nè. Cũng văn chỉ tùm lum tà la luôn á, thấy không, cũng văn chỉ rất là nhiều nơi, cũng văn chỉ cũng vượt qua ngàn trùng khơi muôn đại dương luôn nè, chứ đâu có gọn gàng lắm đâu. Mà mình nói với mấy bạn thật sự nha, trời theo tranh á mà mấy bạn còn 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 canh cái mặt đằng sau làm chi vậy, mình nói thiệt luôn á, tại mấy bạn đóng khung, mấy bạn đâu có cần mặt sau đâu. Cái kiểu mà thêu mà cần mặt sau là mình thấy rất là tào lao luôn. Mà một số bạn mà đi thêu thuê á, cái yêu cầu mặt sau này nọ. À, theo vậy như theo hai mặt, mình xin lỗi các bạn nha, cái đó không phải là theo hai mặt đâu, cái đó người ta chỉ gọi là mặt sau đẹp thôi, chứ còn theo hai mặt á là đằng trước cũng là chữ ít, đằng sau cũng là chữ ít nha, mới gọi là hai mặt nha. Cái đó để bữa nào rảnh, thật là rảnh, thật là siêng, kiếm một cái bức nhỏ xíu thêu cho mấy bạn coi, thêu đúng hai mặt đều là chữ ít luôn. Cái đó Phong có làm rồi. À, làm rất là lâu rồi mà lúc đó không có biết, không có sợ, không không có sử dụng, mà dạng như không có up clip lên YouTube nên không có quay lại. Chứ bạn nào muốn thì liên hệ với Facebook mình cho xem, mình thêu mặt trước là chữ ít, mặt sau là chữ ít luôn. Chứ không có phải là đằng đằng trước là chữ ít mà đằng sau chỉ là một nét ngang hoặc là một nét dọc, cái đó chỉ là thêu mặt sau đẹp thôi nha mấy bạn. Nên mấy bạn đừng có gò bó làm chi hết á. Cái thêu hai mặt á nó chỉ áp dụng cho như mấy bạn làm cái bút mắt, là cái kẹp sách á, cái đánh dấu trang sách á, hoặc là mấy bạn làm móc khóa, hoặc là mấy bạn trang trí một cái gì đó mà các bạn không có đóng khung á, thì như vậy nó mới đẹp. Chứ còn mà mấy bạn thêu tranh chữ thập để treo mà đi đi thêu hai mặt chi vậy, thiệt luôn á, vừa mất thời gian mà vừa không có được gì hết trơn. Gò gò mặt sau mình hả, thêu sao cho tiện dụng, thêu là sở thích, mặt mình chỉ cần mình sau mình gọn gàng, mình không có dạng như mình không có làm như cái đống bùi nhùi là được, mình không có làm nó cộm tranh là được. Còn ngoài ra hả, là văn chỉ gần gần thì mình cũng văn, nhưng mà xa quá như là cách hai ô ba ô thì mình dĩ nhiên mình phải kết thúc chỉ rồi mình bắt đầu lại một điểm mới rồi, chứ mình không thể nào mà mình đi hai ba ô được. Nói chung là lâu lâu có một clip không hướng dẫn gì hết, không không có quay quá trình gì hết, chỉ là nói chuyện tào lao bà tám với bạn thôi. Nhưng mà một nhưng mà đặt tiếp thì vẫn là câu con wheel đang quang.
gian manh mà, chứ không không mấy bạn đâu có vô clip này coi đâu, đúng không? Nói chung là cái bạn á, mình nói thật, thêu là một sở thích. Mình nghĩ ai cũng vậy, bởi vì thích mới thêu chứ. Thêu mấy bạn đừng có nghĩ mà thêu thuê mà kiếm đồng đồng, đồng tiền manh áo nha. Cái đó là không có nha. Cái chuyện mà thêu mà để kiếm 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 tiền ăn là không có nha, mình nói thiệt với các bạn luôn á. Các bạn nghe thấy nó ghi công 900 ngàn một bức mã đáo thành công hay 1 triệu một bức mã đáo thành công, mình nói thiệt với các bạn, trong thời gian 4 tháng đó nội mà tiền các bạn mua đồ ăn vặt mà trong lúc thêu không cũng là bằng cái tiền mà các bạn được trả công nữa. Nói thiệt, trời ơi, nói thiệt luôn á, chứ không phải là nói giỡn đâu. Mà chưa kể trên mạng giờ không biết được người nào ngay người nào thật, rồi nó giật công mình, nó giật cọc mình, trời xui luôn đó, mất tiền mà mất công nữa, khóc tràn nước mắt mà không ai thấu hiểu đâu. Chồng con nhiều khi nó còn nói ngu ráng chịu nữa đó nha. Bởi vậy mình khuyên các bạn á, khi mà nghĩ mình theo thuê phải thật sự đặt vấn đề người ta hiểu được, tranh theo người ta biết trân trọng công của mình thì mình hẳn thêu thuê là đúng giá nha. Chứ mà còn mà bèo nhèo mẹ cái bức có thước mấy hai thước luôn mà trả công có 1 triệu mấy nha, 1 triệu 10, 1 triệu 7, 1 triệu 8 hay là 2 triệu, mình thấy bạn các bạn nói thiệt, các bạn nhìn cái bức hai hai mấy mấy đó đi, nó như thế nào, nó tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu màu và muối tiêu rồi các kiểu, đúng không? Trời đất ơi, nhọc lắm chứ bộ, đâu có phải giỡn. Bởi vậy các bạn nên suy nghĩ kỹ càng. Còn nếu mà theo mà coi như là huề tiền ăn giặt thì thôi, bỏ đi. Kiếm tiền ăn giặt gì có 1 triệu, mình nói thiệt. Nếu mấy bạn như vậy hả, mấy bạn chẳng thà mấy bạn đi mai đồ chợ, mình nói thiệt, đi mai đồ chợ còn có lý, tại mấy bạn tập trung lo mai, mấy bạn không có ăn uống gì trơn, không có coi tivi, tập trung lo mai mà. Là cái đó mới đúng là kiếm tiền, kiếm tiền xài vặt, kiếm tiền thêm cho gia đình. Chứ mà mấy bạn mà nói theo chữ thập buổi tối tranh thủ kiếm tiền thêm cho gia đình là mình nói xin lỗi không có nha. Nội tiền uống thuốc nhức đầu nóng lạnh, tiền ăn giặt tiền này nọ là hết sạch mẹ tiền công đó luôn rồi. Nên mình mong các bạn sáng suốt ha. Rồi Tháo đã xong, chút xíu nữa ăn ở không ngồi đi nút xà hạt to lại như thế này là bức tranh nó sẽ đẹp đẹp hơn lúc nãy. Đây vậy thôi, rồi được rồi, cảm ơn mấy bạn đã theo dõi hết clip tào lao binh của mình, cảm ơn mấy bạn nhiều.